thêm bên đây nữa Nè, nè. vậy Rồi đúng rồi, không anh? còn cái này nè. Ờ, phải rồi. xếp tới. Tới. Mọi Chị người có dạ, xếp chị tới có cho chị em không không? đâu. Hôm nay tôi triệu tập mọi người tới đây để có cuộc họp về công ty của chúng ta. Thì cuộc họp này tôi sẽ nói về một số thông tin đã xảy ra vừa qua. Và tôi sẽ có một số kế hoạch cụ thể để làm sáng tỏ vụ này. Mong là mọi người lưu ý. Mọi người nên nhớ là chuyện này ảnh hưởng lớn đến công ty của chúng ta. Không được tiết lộ bất kỳ thông tin nào cho các phòng ban biết hết. Mọi người có ý kiến gì không? À, anh Phục, phổ biến một số chuyện cho mọi người biết đi. Anh về nói lại với anh em công nhân á, là có ai cảm thấy nghi ngờ gì thì báo liền cho công ty. Dạ, em biết rồi. Vậy thì coi như là cuộc họp đã xong. Mọi người ở về phòng làm việc đi. Dạ. 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 Chào giám đốc. Chào giám đốc. Công ty tổn thất vô cùng lớn. Ngoài số hàng và kho bãi bị hư ra, thì số tiền bồi thường cho bên Đức do bể hợp đồng cũng không phải là nhỏ. Nhưng mà giờ sự việc đã xảy ra rồi. Quan trọng là bây giờ chúng ta tìm cách khắc phục và tìm ra thủ phạm thôi. Tôi khẳng định đây là người của công ty. Vì vậy, nó mới rành mọi ngõ ngách trong công xưởng, nên mới hành động như vậy. Tất cả camera đều chỉ thu được lưng của nó, và cũng chỉ thu được từ đằng xa. Nguyên à, tôi nghĩ là Dũng, tên nội gián ma mãnh của Tân Tiến. Tôi thiệt quá chủ quan khi nghĩ một kẻ tài hèn sức kém như hắn không thể làm gì. Đó chỉ là nghi vấn tạm thời của chúng ta. Công an đã vào cuộc, cứ chờ kết quả đi. Hy vọng là sự việc sẽ sớm được phơi bày ra ánh sáng. Còn bây giờ, chúng ta hãy tập trung vào việc khắc phục hậu quả. Dạ, em nghe nè. Sáng nay đối tác Bình Đức đã liên hệ với tôi. Nay mai sẽ tiến hành ký hợp đồng dài hạn. Họ còn cho biết rất thất vọng về Tuấn Thanh. Bên đó đã làm hỏng tất cả mọi kế hoạch của họ rồi, khiến họ bị tổn thất. Xem ra lần này Tuấn Thanh thua một màn đậm rồi. À, vậy hả anh? À, anh ơi, vậy em về Tân Tiến với anh nha. Tôi từng nói nếu như giành được hợp đồng bên Đức thì tôi sẽ đưa cậu về làm cho tôi. Dạ, em cảm ơn anh. Em cảm ơn anh nhiều lắm.